Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với một chương trình rất quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần, nơi mà bọn mình sẽ ngồi xuống và trò chuyện với nhau về những cái vấn đề cũng như là những câu chuyện xoay quanh thị trường DeFi. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập mới của DeFi Discussion. Trong tập tuần này thì chúng ta sẽ có sự góp mặt của một vị khách mời cũng đã xuất hiện rất nhiều lần trên DeFi Discussion rồi. Và đây là một vị khách mời mà có thể nói là mình rất là quý mến và cũng đồng hành với DeFi Discussion một chặng đường cũng rất là dài. Thì chắc là mình sẽ để cho vị khách mời này gửi đôi lời chào đến các bạn đang nghe podcast này ha. Rồi, cảm ơn Nguyên. Chắc mọi người cũng quen thuộc với mình rồi. Mình là Poseidon. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về những cái vấn đề xoay quanh crypto và thị trường. Cái topic tuần này thì nó cũng sẽ mình nghĩ là sẽ gây ra đâu đó rất nhiều cái ý kiến trái chiều, và người thì sẽ bảo nó là một cái thứ gì đó rất là gần như là một cái thứ gọi như là chiến thánh trong DeFi cũng như là trong đầu tư, người thì lại bảo là cái này thì nó gần như là làm quá lên. Nó thực sự không có quá nhiều cái giá trị ứng dụng trong cái thực tiễn của thị trường. Nói chung là tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người thôi. Và trong tập tuần này thì bọn mình sẽ cố gắng giúp anh em có được những cái thông tin và những cái góc nhìn nó từ chính những cái phân tích của anh em dựa trên những thông tin này. Và thôi thì nói dông nói dài rồi. Cái topic tuần này mà bọn mình muốn đề cập nó là tokenomics, hiểu nôm na là cái nền kinh tế trong một dự án, có thể là DeFi, có thể là GameFi, bất cứ cái gì ở trong thị trường crypto này. Chắc là để anh Poseidon nói một ít về cái tokenomics, maybe là sẽ có một vài bạn lần đầu tiên nghe đến khái niệm này. Chắc là để anh Poseidon nói qua về tokenomics cũng như là một vài cái gạch đầu dòng để các bạn có thể dễ dàng follow cái dòng chuyện, dòng thảo luận của podcast này ha. Rồi, ok Nguyên. Thì tokenomics ấy, thì vừa rồi trên blog Coi68 có hai cái bài viết khá là chi tiết. Thì nếu như anh em có thời gian để mà đọc ấy, thì anh em có thể lên Coi68 và tìm hai cái bài viết đó về tokenomics 101. Anh em có thể đọc thêm. Thì trong cái thời lượng của podcast ấy, thì mình sẽ giải thích ngắn gọn thôi. Thì đầu tiên là để mà trước khi chúng ta nói về câu chuyện là hiểu tokenomics và đánh giá tokenomics thì chúng ta phải hiểu tokenomics nó là cái gì đã. Thì tokenomics thì hiểu đơn giản thôi, nó là một cái nền kinh tế của một cái dự án và nó được thể hiện thông qua các cái token. Cái này có nghĩa là sao? Về bản chất khi mà chúng ta nói là chúng ta đầu tư vào dự án thì hầu như thôi chứ không phải tất cả, bởi vì sẽ có những dự án là không có token. Thì hầu như 99% thì bản chất chúng ta đều đang mua và nắm giữ token đó với cái kỳ vọng là dự án nó sẽ tiếp tục phát triển và kéo theo đó là token tăng giá. Chính vì vậy là tokenomics nó gần như là nó gắn liền mật thiết đối với cái sự thành công của một dự án. Bởi vì như mọi người đã biết thì khi mà chúng ta nói về dự án có thành công hay không thì ngoài câu chuyện là dự án vẫn đang duy trì hoạt động, sản phẩm nó vẫn đang phát triển, vẫn đang được update, vẫn có user vẫn đang tăng lên từng ngày, thì người ta còn quan tâm nhất đến câu chuyện đó là token có tăng giá hay không, đúng không? Bởi vì chúng ta chủ yếu cái lợi nhuận mà chúng ta tìm kiếm được trong cái thị trường này nó đến từ câu chuyện đó. Thì chính vì vậy tokenomics nó gần như là một cái yếu tố mà nó theo mình là cũng là một trong những yếu tố khá là quan trọng khi mà chúng ta nhìn nhận và đánh giá một cái dự án, và cũng là rất là quan trọng khi mà chúng ta đưa ra quyết định đầu tư. Thì tokenomics tóm lại nó chỉ như vậy thôi. Anh Poseidon có thể liệt kê ra một vài cái gọi như là một cái metric, một cái chỉ số nào đó để anh em hình dung rõ hơn về cái tokenomics này không? Và nếu được chọn ra ba cái metric mà đáng follow nhất, đáng gọi là chú ý nhất khi mà tìm hiểu về tokenomics của một dự án, thì ba cái metric đó là gì? Ok, thì thông thường đa phần kể cả mình hay là đa phần những cái nhà đầu tư bình thường thì người ta sẽ tìm hiểu vào ba cái yếu tố quan trọng nhất và là cơ bản nhất của một tokenomics, và hầu như tokenomics nào nó cũng sẽ đi từ ba cái nền tảng lại lên. Thứ nhất là use case, tức là cái giá trị sử dụng. Thì tùy theo kiểu dự án và tùy theo cái ý muốn của cái team mà phát triển dự án thôi, thì người ta sẽ đưa vào cái token đó những cái công dụng để mà từ đó là nó hỗ trợ, nó tạo ra cái sự hỗ trợ tương quan để mà giúp cho dự án đi lên, đồng thời là giúp gắn kết nhà đầu tư, kể cả quỹ đầu tư lẫn nhà đầu tư nhỏ lẻ,
lại đối với dự án và tạo ra giá trị cho cả nhà đầu tư, cho cả người dùng và cho cả chính dự án. Thì đó là token use case, là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là token allocation, hay còn mình hiểu là phân bổ token đó. Thì tùy theo kiểu dự án, có những dự án người ta có trải qua rất là nhiều lần gọi vốn thì cái token nó sẽ chia nhỏ ra cho, ví dụ như là team nắm bao nhiêu phần trăm, nó 10, 15, 20%, quỹ này vòng seed round nắm 5%, private vòng 1 nắm 5%, private vòng 2 nắm 10%, vân vân. Và cái sự phân bổ token đó nó sẽ đi liền với cái giá token mà những cái người đó nắm giữ khác nhau. Thì ví dụ như team thì rất khó định giá tại vì bản chất là token do người ta tạo ra. Tuy nhiên là mình có thể định giá một cách khái quát, là bởi vì ban đầu người ta cũng phải bỏ ra chi phí và cái giá trị chất xám của người ta vào dự án thì mới tạo ra token. Rồi các cái quỹ thì bởi vì người ta thường là người ta có cái lượng vốn lớn và người ta ngoài cái việc người ta đầu tư vào dự án thì người ta còn có những cái quan hệ để giúp cho dự án phát triển, list sàn này sàn nọ, hoặc là hỗ trợ cho dự án về mặt định hướng, về mặt sản phẩm, về mặt kết nối các mối quan hệ. Chính vì vậy thì người ta sẽ thường có được những cái giá tốt hơn, và sau đó là những cái vòng mà giá nó cao hơn, hoặc là những cái vòng mà bán công khai cho cộng đồng. Token allocation nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận được tổng quan là cái dự án này nó sẽ có tối đa là bao nhiêu token sẽ được in ra trong cái vòng đời của dự án, là một cái con số có giới hạn hay là sẽ là một cái con số mà không có giới hạn đó. Tức là muốn in bao nhiêu thì in đó, tùy theo cái nhu cầu. Muốn tạo ra bao nhiêu thì tạo ấy. Rồi trong cái tổng đó thì hiện tại trên thị trường nó có bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như tổng cung tối đa là 1 tỷ, nhưng mà hiện tại trên thị trường đang là 100 triệu thì nó sẽ khác, 200 triệu nó sẽ khác, 500 triệu nó sẽ khác. Rồi và trong cái số token đó thì token nó đang nằm trong tay ai, team nắm bao nhiêu, nhà đầu tư nắm bao nhiêu, quỹ đầu tư nắm bao nhiêu, sàn nắm bao nhiêu, vân vân. Và thậm chí là đi sâu hơn nữa, chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa, đó là cái lượng token được phân bổ đó cho những cái quỹ đó hiện tại người ta đang dùng để làm gì. Tức là team và quỹ người ta đang hold, tiếp tục hold, nắm giữ dài hạn, hay là người ta đã chốt lời toàn bộ, hay là đã chốt lời một phần, đó, vân vân. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là cái lịch trả token, hay còn được gọi là vesting đó. Cái lịch vesting đó thì cái này thì nó gắn liền với allocation, bởi vì thông thường những cái dự án mới thì cái vốn hóa thị trường của nó sẽ thường là ở một mức là trung bình nhỏ hơn, chứ nó không thể nào mà lên hàng top ngay, trừ một số cái dự án nó quá đặc biệt. Cái thứ hai là cái volume giao dịch đó, nó khá là hạn chế. Chính vì vậy thì để mà tránh cái áp lực xả, áp lực bán đó, thì các cái team đó, thông thường người ta sẽ tạo ra một cái lộ trình. Lộ trình này nó sẽ trả token cho các cái nhà đầu tư, hoặc là cho team, hoặc là cho các cái vòng AROC theo cái lộ trình, ví dụ như là theo tháng, theo quý, hoặc là thậm chí là theo năm. Thì để cho cái lực áp lực bán trên thị trường, thứ nhất là nó không tạo ra áp lực bán, áp lực xả hàng loạt, dẫn đến là cái giá token nó bị sụt giảm nghiêm trọng. Cái thứ hai là nó tạo ra một cái sự cam kết, tức là người ta muốn nói với người dùng ở chúng tôi đang khóa token lại và chúng tôi chưa hề bán bất kỳ một đồng nào, để mà cam kết là nhà đầu tư và bản thân team phát triển dự án sẽ đồng hành với token ít nhất là trong 1 năm, 2 năm, 5 năm hoặc 10 năm gì đó. Thì đó ta tạo ra cái niềm tin đối với nhà đầu tư. Thì đó là lịch trả token. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu về lịch trả token thì chúng ta sẽ nắm được những cái thời điểm nhạy cảm mà giá token nó có thể chịu biến động. Biến động do cái lượng token xả ra trên thị trường nó tăng lên. Thì dĩ nhiên cái biến động này nó có thể không có nghĩa là đến cái thời điểm trả token thì giá chắc chắn nó sẽ bị giảm xuống. Cái này mình sẽ nói thêm một chút ở phần sau. Đó, thì ngoài ra thì sau khi mà chúng ta tìm hiểu ba cái yếu tố cơ bản nhất thì chúng ta có thể đi sâu hơn một chút. Ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn lại, view lại toàn bộ dự án, và chúng ta sẽ nhận định là cái việc phân bổ token và cái token chu kê đó nó có kết hợp với nhau, và cái sự kết hợp đó nó có phục vụ cho mục đích của dự án không. Mình ví dụ nhé, đối với một cái dự án làm về layer 1 á, thì người ta thông thường sẽ hướng tới khuyến khích người dùng và các nhà đầu tư staking, đúng không? Staking để trở thành, thứ nhất là trở thành validator node, thứ hai là giúp cho cái mạng lưới dự án nó trở nên phi tập trung hơn, và nó đảm bảo xác thực những cái giao dịch một cách ổn định hơn và bảo mật tốt hơn. Thì chúng ta có thể xem là ở UK nó là staking, nhưng cái lượng token phân bổ hiện tại đang ở đâu? Ví dụ như có 100 triệu token ở trên thị trường đã phân bổ ra rồi, nhưng mà 90 triệu nó đã được đem vào staking. Thì đây là cũng có thể đánh giá là dự án nó đã thành công trong cái bước là kết hợp giữa UK với cái mục đích của dự án và cái nhu cầu của người dùng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xem mà thấy là 90 triệu đang để sẵn ở trên sàn Binance để chỉ đợi bán, thì lúc này chúng ta phải xem lại, xem là nó liệu là nó có thực hiện được cái mục tiêu của mình hay không.
Đó thì đó là những cái mà chúng ta có thể đi sâu hơn sau khi chúng ta phân tích ba yếu tố cơ bản trên. Đó. Rồi, thì đó là những cái chia sẻ của anh Barcelona về những cái gạch đầu dòng nó cơ bản mà một người dùng khi mà phân tích một cái dự án họ để mắt tới đầu tiên. Tuy nhiên là thường á thì thị trường thì nó tất nhiên là nó vận hành liên tục và nó thay đổi liên tục, và bản thân mỗi dự án thì nó cũng sẽ có những cái điểm rất là đặc trưng riêng của nó. Chắc là anh Poseidon cũng đồng tình với cái ý kiến là không có một cái tokenomic nào mà nó gần như là nó một cái khung mà nó có thể áp đặt khái quát chung lên cho tất cả các dự án ở tất cả các mạng, đúng không? Không biết là anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái góc nhìn đó ha. Thì cái này thì thực ra là nó đúng thôi, bởi vì ba cái yếu tố mà mình vừa nói thì nó là cái nền tảng để mà team người ta xây dựng cái tokenomics của người ta dựa trên ba cái nền tảng đó. Tuy nhiên ba cái yếu tố đó tuy nhiên là chúng ta cũng như mình nói, tùy theo cái phong cách của dự án mà nó có thể có những cái thiết kế nó phù hợp với cái mục tiêu mà người ta hướng đến. Mình lấy ví dụ thôi, cùng là layer 1 và cùng làm về một những cái hệ sinh thái, ví dụ như nhưng mà Ethereum thì người ta là để cái tổng cung của ETH đó là không giới hạn. Tức là về mặt lý thuyết thì ETH có thể tiếp tục được tạo ra trên thị trường mà không bao giờ bị giới hạn ở một con số nào hết. Trong khi như đối với Avalanche thì con số đó là giới hạn ở hiện tại là 300 triệu đồng coin. Thì đó chính là cái điểm mà mình nói ví dụ nó khác nhau như vậy. Rồi hoặc là về cái công dụng đi, thì ví dụ như những cái đồng như liên quan đến DeFi, ví dụ như là Uni hay là Sushi hay là những cái đồng khác, thì thông thường nó sẽ có thêm một cái gọi là có một cái UK, nó mình nói chung bằng cái từ yield, tức là lợi suất, tức là bạn có thể tham gia những cái chương trình khuyến khích thanh khoản hoặc là cho vay vân vân để mà kiếm thêm cái yield. Thì lý giải cái điều này cũng đơn giản thôi, tại vì DeFi thì người ta rất là cần thanh khoản. Ví dụ như bạn muốn đi cho vay thì bạn cũng cần cái tiền deposit vào bạn mới đi cho vay được, hoặc là như trên Uniswap là một cái sàn giao dịch, thì để mà nó giảm cái trượt giá và nó khuyến khích người dùng tới nó thì nó phải có cái thanh khoản của các cái cặp giao dịch trước dồi dào thì nó mới thành công được. Thì bởi vì cái đặc trưng đó cho nên là nó sẽ thông thường nó sẽ dùng chính cái token gốc của nó để nó thưởng cho những cái người mà tham gia cung cấp thanh khoản hoặc là cho vay ở trên các cái nền tảng của họ. Thì chính vì vậy những cái đồng token DeFi nó sẽ có thêm cái tính năng yield, nó là một cái đặc trưng đó. Thì chính vì vậy là chúng ta chỉ có thể là khái quát hóa ở một cái mức độ nào đó thôi, chứ còn dĩ nhiên là khi mà chúng ta đi sâu vào trong từng cái dự án thì chúng ta cần phải hiểu được cái bản chất dự án, thì từ đó chúng ta mới đánh giá được token đó nó có phù hợp với cái dự án hay không. Thực ra thì xét về nếu mà đang nói về cái vấn đề là cái khung chung, cái chuẩn chung á, thì không biết là trong cái quá trình nghiên cứu thì anh Poseidon có gọi là bắt gặp một cái dự án gì nó gọi là nó dị biệt không, tức là kiểu như là cái tokenomic mình cảm thấy là ok nó xịn rồi, nó use case các thứ hợp lý rồi, trả token các thứ nó cũng giảm thiểu được áp lực rồi, nhưng mà nó vẫn có thể bị đâm, hoặc là với những con ngược lại nó thiết kế rất là lủng củng, rất là nhiều lỗ hổng ở trong tokenomics nhưng mà giá nó vẫn bay kiểu thế. Không biết là anh Poseidon có thấy một cái trường hợp nào kiểu như vậy không, thì chắc là để anh Poseidon chia sẻ về vấn đề này. Thì nói chung là rất là nhiều luôn, tại vì tokenomics là một cái thứ nói chung nó cũng khá là dễ copy, đúng không ạ? Tại vì đa phần tokenomics của các cái dự án thì đều được là public. Cái đó chúng ta phải chấp nhận cái thực trạng chung. Thì rất là dễ bị copy, thậm chí là người ta còn không, thậm chí là đối với những cái dự án mà đã mang tính ngắn hạn, short term hoặc là theo trend, hoặc là chỉ là làm ra để trước sau xác định là cũng scam, thì đó, người ta có thể copy tokenomics của những cái dự án thành công mà không hề suy nghĩ hoặc là không hề phải điều chỉnh một cái gì hết. Thì chính vì vậy là cái tokenomics là nó quan trọng, nhưng nó chúng ta phải đặt trong một cái bối cảnh phù hợp, tức là bản chất dự án nó phải thu hút được nhà đầu tư đã. Mình ví dụ có rất nhiều dự án làm layer 1, nhưng ví dụ như Ethereum, Solana, Avalanche, Binance Smart Chain, Phantom, rồi Cosmos, Polkadot các thứ. Tuy nhiên là đối với từng cái khẩu vị nhà đầu tư thì người ta chỉ thấy hấp dẫn, thị trường người ta chỉ hấp dẫn đối với Ethereum là cái thứ nhất, rồi có thể những thằng nhỏ nhỏ phía sau trước đây đang bùng nổ là Solana hay là Avalanche. Thì bản thân dự án nó phải đủ hấp dẫn đã thì nó mới kéo được cái dòng tiền về, thì cái lúc đó cái tokenomics nó mới phát huy cái giá trị của nó. Chứ còn bạn thiết kế một cái tokenomics nó thật sự rất là hay, giảm phát đốt các kiểu, nhưng mà thực ra không có người dùng,
không có động lực, không có dòng tiền thì tokenomics nó cũng không thể nào nó tối ưu. Thì đó chính là cái chuyện mà chúng ta hay nhìn thấy đó, cái câu chuyện như Nguyên nói, tức là tokenomics thì rất tốt nhưng mà giá thì không tăng được. Còn ngược lại thì sao? Ngược lại là có những cái tokenomics nó cảm thấy là nó không tốt lắm nhưng mà giá vẫn tăng, thì này thực ra nó cũng muôn hình vạn trạng lắm, bởi vì có những chúng ta đang nói là giá tăng nhưng mà tăng là lý do gì? Một cái token mà nó một cái dự án mà nó làm bài bản, mình nói ví dụ như Ethereum đi, và nó đã chứng minh được là nó thành công trong một cái giai đoạn rất là dài. Theo mình nhớ là Ethereum hình như ra đời vào khoảng bắt đầu kiểu như chính thức official mình nhớ khoảng 25-26 gì đó, và đến nay thì nó vẫn đang tồn tại và là cái đồng crypto top 2 vốn hóa trên thị trường, mà nó được chứng minh là nó thành công rồi. Thì lúc này chúng ta thấy cái tokenomics nó mới quan trọng, chứ còn những cái dự án mà nó thành công theo kiểu ngắn hạn, tức là ra theo một cái trend sau đó x10, x20, x30, thậm chí x100 luôn và sau đó nó chết đi, thì lúc đó tokenomics chúng ta lại không thể nào đánh giá được nữa, bởi vì nó đã chết rồi. Và cái sự thành công của nó không đến từ câu chuyện là tokenomics hay là sản phẩm, hay là, mà chỉ đơn thuần là nó đúng trend. Thì chúng ta phải hiểu được câu chuyện đó. Cho nên là tốt hay không tốt ở đây thì chúng ta phải linh hoạt một chút. Đó, mình nói ví dụ như là câu chuyện không muốn nhắc lại nhưng mà vẫn phải nhắc lại câu chuyện về USDT và Luna. Thì ngày xưa khi mà phân tích cái tokenomics của cặp coin này á, cặp coin và stablecoin này, thì thực sự là lúc đó là nó khá là hoàn hảo trong một cái thị trường tăng giá, và trong một cái bối cảnh mà nếu mà USDT được mở rộng á, tức là nguồn cung tăng lên và nhu cầu sử dụng tăng lên á, thì Luna nó sẽ lúc đó mình không tìm ra được một cái lý do nào để Luna giảm giá cả, và lúc đó chính bản thân mình cũng nghĩ là tokenomics của thằng này khá là ok và nó rất là hoàn hảo. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào, tức là nếu mà chúng ta chỉ nhìn câu chuyện là USDT và Luna nó hỗ trợ cho nhau như thế nào, ok, nó rất là perfect. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào một chút, tức là vậy thì cái đà tăng của USDT và Luna nó sẽ cùng nhau tăng khi mà USDT được mở rộng. Ok, là và chúng ta tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai là vậy bây giờ USDT được mở rộng như thế nào? Thì lúc đó nó mới là mình mới bắt đầu thấy vấn đề, tại vì như mình đã nói ở những cái podcast trước là USDT được mở rộng một cách tự nhiên đó, tức là nhu cầu thật và được sử dụng như một cái stablecoin truyền thống đó, thì nó rất là tốt. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đã hiểu câu chuyện là USDT được mở rộng một cách là không có tự nhiên và chủ yếu là dựa trên cái Anchor protocol đó, cho nên là nó dẫn đến là cái câu chuyện là cái sự sụp đổ sau này thì chúng ta không đi sâu vào nữa đó. Thì đó là câu chuyện, tức là trong một cái thị trường tăng đó, thì nó có thể nó khác, nhưng mà chỉ cần một cái biến cố nào đó nó xảy ra, nó dẫn đến cái sự đứt gãy ấy, thì cái tokenomics nó lại tạo ra một cái thảm họa đó. Thì chính vì vậy khi mà chúng ta đánh giá câu chuyện về tokenomics như mình nói, nó quan trọng nhưng mà nó phải phù hợp với, thứ nhất là phù hợp với bản chất dự án, chứ không phải cứ một tokenomics mà nó giảm phát là nó tốt, hay là một tokenomics mà nó lạm phát là nó xấu, như câu chuyện của Ethereum là một cái điển hình. Thế nên là phù hợp với bản chất dự án. Thứ hai là bản thân dự án nó phải có cái nội lực đã, và chúng ta chỉ quan tâm đến tokenomics nếu như chúng ta xác định là chúng ta đầu tư long term. Còn nếu mà chúng ta xác định chỉ chúng ta theo trend, chúng ta theo theo một cái gọi là cái tâm lý FOMO trên thị trường, ví dụ như trend Metaverse, chúng ta mua dự án Metaverse, là trend chó mèo, meme coin, chúng ta mua meme coin đó, thì lúc đó thì mình nghĩ là cũng không kịp mà để nhìn đọc tokenomics. Câu chuyện đó. Cho nên là mọi người cố gắng, mọi người phân biệt câu chuyện này chút, chứ mọi người đừng có nói là tại sao tôi phân tích tokenomics nhưng mà con này con kia nó lại liên tục giảm như vậy. Chúng ta cần phải phân biệt được cái đó ha. Rồi. Thực ra trong cái danh sách câu hỏi mà mình tính hỏi anh Poseidon thì có một cái câu đó là về narrative, tức là ví dụ như những con gần đây mà thị trường chúng ta biết là nếu mà nó bay thì thường nó sẽ bay theo trend và bay theo narrative, tức là bay theo cái câu chuyện, tức là hiểu nôm na là ở cái thời điểm đó mọi người nói nhiều về cái nhóm coin nào, ví dụ như là move to earn, hoặc là trước đó là những cái play to earn, rồi xa hơn nữa là những cái ví dụ như là những cái narrative kiểu như là 33 kiểu vậy, hoặc là VE33, thì đó là những cái câu chuyện về narrative. Thì đó là những cái câu chuyện mà cái yếu tố của tokenomics nó gần như là nó kiểu như là bị bỏ lơ sang một bên. Nhưng mà sẵn là đang nói về cái câu chuyện là sự khác biệt giữa những cái dự án mà nó theo narrative và những cái dự án mà nó dựa trên cái nền tảng để nó đi bền vững á, thì có một cái nhận định này là của cá nhân em thôi. Thường á, nếu mà xét về tokenomics á, thì nên tìm những cái dự án mà nó
có cái gọi là thuộc cái nhóm là nền tảng và hạ tầng. Đó, ví dụ như là những cái layer 1 đó thì nó sẽ có cái yếu tố tokenomics của nó sẽ có được ảnh hưởng mạnh hơn rất nhiều so với những cái nhóm dự án mà nó theo trend. Thì không biết là nhận định của anh Poseidon về cái vấn đề này là như thế nào, và hay là có cái nhận định ngược lại, tức là thì dự án trend cũng được, ví dụ như tokenomics nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong những cái dự án trend này nọ, thì chắc để anh Poseidon chia sẻ cái này ha. Ok, nói chung câu hỏi của Nguyên thì nó cũng khá là rộng á, nói chung bàn luận về nó thì chắc rất là sâu, nhưng mà mình sẽ trả lời ngắn gọn theo quan điểm của cá nhân của mình thôi, tức là đại loại thì tất nhiên là dự án nào nó cũng sẽ có một cái narrative riêng của nó, hay là mình nói theo kiểu gọi là dân gian hơn là kiểu như nó sẽ có một cái gì đó để kể chuyện á, một cái câu chuyện để nó kể và nó tạo ra cái tâm lý gọi là FOMO hoặc là bull case cho cái dự án đó, vân vân. Thì theo mình thì cái này thì dự án nào nó cũng, nếu mà chúng ta đang nói câu chuyện dự án làm nghiêm túc á, thì bất kỳ dự án nào nó cũng sẽ có cái narrative này thôi. Và cái này thực ra nó không chỉ mà chúng ta chỉ thấy xuất hiện trong crypto mà trong cái thị trường truyền thống nó cũng vậy. Thì khi mà bản thân chúng ta nên muốn thuyết phục một ai đó để mà đầu tư vào bản thân mình, hoặc là cho mình chỉ dẫn mình cái gì đó, thì chúng ta cũng phải có một cái gì đó để chúng ta thuyết trình về bản thân, về giá trị mà chúng ta tạo ra, thì dự án nó cũng vậy, và thậm chí nó cũng phải làm tốt hơn. Tuy nhiên thì cái narrative này đối với mình thì nó chỉ là một phần, tại vì mình thì quan điểm mình thôi, mình thì thích những cái dự án, dĩ nhiên dự án có một cái narrative hay thì nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là chúng ta cần một cái dự án làm được, và không chỉ làm được thôi mà phải làm có kết quả, chứ làm mà không có kết quả thì cũng không được. Thì khi đó cái narrative đó nó mới trở trọng lên một cái hiệu ứng. Cái này mọi người thấy trải qua những cái chu kỳ thị trường, mọi người thấy ví dụ như có rất nhiều cái narrative đã từng xuất hiện trong thị trường, ví dụ như là DeFi, GameFi, Layer 1 đó, rồi có thể thậm chí là meme coin luôn. Thực ra thì chắc là ngắt lời luôn Zidane xíu để làm rõ thêm cái câu hỏi hồi nãy, thì câu hỏi hồi nãy nó cũng chưa được rõ lắm. Tức là thường á thì em thấy là nhiều cái dự án á, ví dụ như narrative nó đang trend ở thời điểm đó, nhưng mà sau một khoảng thời gian, mặc dù tokenomics nó ổn áp, gọi là thiết kế là coi như là đẹp á, nhưng mà sau khi hết cái narrative đó thì gần như là dự án họ bỏ ngang luôn, và họ gần như là thả nổi luôn. Rồi mình hiểu ý Nguyên rồi. Ok, tức là cắt lời Nguyên chút, tức là ý của Nguyên là thực ra cái tokenomics nó chỉ phù hợp với những cái thằng đi long term như là Ethereum các thứ, chứ còn tokenomics thì đôi khi chúng ta sẽ không cần quan tâm nhiều đối với những cái dự án có narrative, đúng không? Tức là hết narrative rồi thì thôi, tokenomics mày có tốt hay không thì cũng vậy. Ví dụ như ngày xưa là chúng ta từng nói là về cái cơ chế của VICRV của Curve nó từng rất là tốt, hoặc là những cái cơ chế khác vân vân, hoặc là đôi khi là chúng ta nói về cơ chế là của UST Luna, như nãy mình vừa nói, trước đây người ta đánh giá cũng rất là cao, nhưng mà bây giờ thì người ta lại coi như là hắt hụi. Hoặc là GameFi là một câu chuyện của ví dụ như AC và SLP, đúng không? AIS và SLP trước đây cũng là một cái tokenomics nó khá là ok, thực sự là khá là sáng tạo và rất là thông minh, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó cũng gặp nhiều vấn đề trong cách vận hành đó. Thì ok, mình hiểu anh Nguyên. Thì đối với mình thì tại vì thị trường crypto nó có một cái đặc điểm như thế này, nó không liên quan lắm nhưng mà mình sẽ phải nói để mọi người hiểu, tức là nó có cái đặc điểm là vốn hóa nó so với những cái thị trường truyền thống rất là bé, nhất là những cái đồng mid cap và low cap thực ra nó không ăn thua gì cả. Đó cái thứ nhất. Và cái thứ hai là nó còn rất là phụ thuộc vào cái đồng top coin của chúng ta là đồng Bitcoin. Chính vì vậy nếu quan điểm của mình thì mình không nghĩ rằng là bất kỳ dự án nào nó dạng theo dạng derivative thì nó cũng không cần quan tâm đến tokenomics, tại vì chúng ta chỉ đang ở trong một cái chu kỳ, rất là một trong những cái chu kỳ của thị trường crypto thôi, và biết đâu đó trong tương lai sẽ có những cái đồng coin mà hiện tại chúng ta đang nghĩ rằng nó đã chết nhưng mà nó lại sống dậy và rất là mạnh mẽ. Thì cái câu chuyện này mình từng gặp rất là nhiều rồi, ví dụ như là Ethereum của những năm 2017-2018 thì nó giảm từ, mình nhớ đâu đó khoảng $1,400 về $80, và hiện tại thì nó lại tạo ra một cái đỉnh gần $4,000, bởi vì cái thị trường nó vốn hóa quá nhỏ và cái biến động nó quá lớn, cho nên là đôi lúc cái sự sụt giảm mà bạn đang thấy thực ra nó chỉ là một cái sự
điều chỉnh bình thường của thị trường thôi. Bởi vì sao? Bởi vì tokenomics nó không phải là cái chìa khóa vạn năng. Và như mình nói, DeFi bản thân nó cũng đang gặp rất là nhiều vấn đề. Chính vì vậy chúng ta không thể nào yêu cầu một cái tokenomics nó có thể cứu cả một cái nghét đó là DeFi được. Và bản thân những cái dự án trong DeFi, bây giờ có 100 dự án thì sẽ có 10 hoặc 20 dự án nào đó người ta tìm được kết, người ta khắc phục ở cả mặt sản phẩm, khắc phục về cả cái độ mass adoption của DeFi, hay là thu hút thêm người dùng, hay là làm nào đó mình cũng chưa nghĩ ra, hoặc là cải thiện tokenomics để ví dụ như trong cái chu kỳ sau sẽ có 10 và 20 ông đó trở nên nó mạnh mẽ hơn và nó trở thành những cái kỳ lân thực thụ. Thì cho nên là chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sự thay đổi đó, và chúng ta lúc đó chúng ta mới nhìn nhận ra cái sự quan trọng của tokenomics. Còn bây giờ nếu mà chúng ta vội vàng chúng ta đánh giá rằng nó là narrative thì theo mình là cũng còn hơi vội. Nó sẽ là rất là nhiều, 90% nó sẽ là narrative thôi và nó sẽ không làm được, nhưng mà 10% còn lại nó sẽ làm được, và lúc đó chúng ta sẽ thấy cái tokenomics nó quan trọng như thế nào đối với 10% đó. Đó là cái ý kiến cá nhân của mình. Thực ra thì anh Poseidon có liệt kê được một vài cái ví dụ hồi nãy, thì có thể là cái sai lầm hoặc là cái lỗ hổng nó nằm ở đâu đó trong cái cách là thu hút user, hoặc là trong cái sản phẩm, cái trải nghiệm, cái UI UX của sản phẩm, chứ nó không đơn thuần chỉ là cái vấn đề của riêng tokenomics nó có lỗ hổng hay sao đó. Nhưng mà sẵn cái câu chuyện này thì cũng thắc mắc là nếu mà đặt lên một cái bảng xếp hạng top 1, top 2, top 3 thì anh Poseidon sẽ đặt cái tokenomics này nó ở top mấy so với những cái yếu tố khác? Ok, thì câu hỏi này thì mình sẽ rất nhanh trả lời thôi, tại vì quan điểm đầu tư của mình thì đầu tiên phải là team. Có nhiều người thì người ta nói là backer với investor mới là quan trọng, tức là nhà đầu tư, tại vì nhà đầu tư nó sẽ tạo ra được cái sự FOMO, đúng không ạ? Khi mà những cái nhà đầu tư dạng Taiwan thì ví dụ Coinbase, ví dụ như là A16Z, ví dụ như là ngày xưa có 3C, nhưng bây giờ thì 3C nó hơi bị gặp vấn đề chút. Chúng ta cũng hơi buồn khi mà phải nói về câu chuyện này, thì chắc mọi người theo dõi Coinstar mà cũng đọc được rồi, thì đó ngày xưa là có 3AC. Thực ra cái chiến thuật nào thì nó cũng sẽ có cái nó có cái ưu và cái nhược của nó, đúng không? Bạn đi gen quá thì nó cũng rất là rủi ro, chứ nó cũng không phải là lúc nào cũng có thể win được và win một cách đòn bẩy như vậy được. Quỹ đầu tư thì nhiều người nghĩ là nó quan trọng, nhưng mà đối với mình thì team mới là quan trọng nhất, tại vì cái linh hồn của dự án nó là ở con người, ở founder, ở co-founder, ở những cái người mà người ta làm ra dự án. Như mình hay nói là ý tưởng của dự án thì có thể thay đổi được, cái phương hướng phát triển cũng có thể thay đổi được luôn, và chúng ta từng chứng kiến rất là nhiều rồi. Nhà đầu tư thì chúng ta có thể gọi vốn được, token nó mới chúng ta có thể thay đổi được, nhưng mà chỉ có team đó, những cái người mà tạo ra linh hồn dự án là chúng ta rất khó thay đổi thôi. Và thông thường khi mà anh em nhìn lại thì những cái dự án nào mà co-founder hoặc là founder người ta rời đi á, thì thông thường là những cái dự án đó nó sẽ gần như là, thứ nhất là chỉ gọi là tồn tại thôi, và thứ hai là chết luôn vĩnh viễn đó. Thì nếu mà mọi người để ý lại những cái lịch sử thì nó thường là như vậy. Team là quan trọng nhất. Cái thứ hai là như là sản phẩm và cái định hướng phát triển của dự án. Thì cái thực ra sản phẩm và định hướng phát triển của dự án nó chỉ là cái hệ quả tất yếu đến từ cái con người phát triển dự án thôi. Và có khi mà con người nó ngon, nó xuất sắc thì nó sẽ tạo ra được những cái sản phẩm và những cái định hướng trong dài hạn nó tốt. Và cái yếu tố thứ ba thì đối với mình mới là tokenomics. Còn cái yếu tố mà như nãy mình nói, quỹ đầu tư đó, thì nếu mà dĩ nhiên nó có thì rất là tốt, tại vì ít ra chúng ta cũng hiểu được là cái suy nghĩ, cái nhận định của chúng ta nó cũng trùng khớp với những cái con cá mập ở trên thị trường và những cái người có nhiều kinh nghiệm như là các quỹ đầu tư. Tuy nhiên thì nếu như nó không có thì nó cũng chưa hẳn là xấu, tại vì khi đó thì đôi lúc chúng ta sẽ có những cái vị thế nó tốt hơn. Thì như vậy thì tôi cần nói mới chỉ là top 3 thôi. Ok, anh Poseidon đặt team ở top 1. Nhưng mà thường thì anh em thấy là cái vấn đề này hiện tại nó cũng khá là gây tranh cãi á, sau cái sự cố của Solen với lại cái một cái sàn AMM khá nổi tiếng từ thời đầu cơ là Bunker. Và cái đội ngũ thì họ cũng gần như là họ đưa ra những cái proposal nó gấp gáp á,
kiểu như là đang đi giữa đường thì team bắt đầu là ok, gặp một vài vấn đề thì chúng tôi đưa ra một cái vài cái proposal như thế này và thay đổi một vài cái yếu tố trong sản phẩm. Thực ra cái team này thì họ có thể đưa ra những cái proposal và thay đổi luôn cả cái tokenomics luôn, chứ không riêng gì những cái vấn đề kỹ thuật của sản phẩm. Thì không biết là anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái gọi là cái hiện tượng này đi. Thì khi mà team họ đưa ra những cái đề xuất nó giữa đường như vậy, và cái góc nhìn của anh với những cái sự cố gần đây nó là như thế nào? Như mình nói, tức là cái việc mà chúng ta thay đổi hoặc là cập nhật hay nâng cấp tokenomics thì nó cũng thường xuyên thôi. Chúng ta chứng kiến là ví dụ như ngày xưa Curve thì nó không có VNomics như bây giờ, hoặc là sau này là có VA33 rồi những cái 33 của Olympus DAO các thứ, thì tokenomics nó luôn luôn nó cập nhật, và có thể là những cái dự án truyền thống nó sẽ thay đổi theo cái những cái cập nhật mới, bởi vì nó cảm thấy là phù hợp và nó tốt cho nhiều bên. Thì thực ra thay đổi là cái chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên thì cái cốt lõi ở đây là gì? Thì như mình nói, cái cốt lõi ở đây vẫn là chúng ta hiểu dự án, và hiểu dự án ở đây là như thế nào. Tức là chỉ cần nói là chúng ta biết bản chất dự án nó làm gì, và nó tạo ra dòng tiền, nó tạo ra nguồn thu bằng gì, và giữa các bên thì nó sẽ được lợi như thế nào. Team nó sẽ kiếm tiền từ cái gì? Có phải kiếm tiền từ việc xả token không, hay là sẽ có cái dòng tiền khác từ cái sản phẩm? Nhà đầu tư người ta trông đợi gì từ dự án, và bản thân chúng ta thì chúng ta cảm thấy là việc hold token đó và cái dự án, cái tương lai của dự án như thế nào, tiếp đó là cái hiểu dự án. Và chỉ khi hiểu dự án thì ví dụ như bạn rất là hiểu về Curve, về CRV chẳng hạn, thì bạn hiểu đây là một cái AMM top 1 của DeFi và nó tạo ra một cái dòng tiền cực kỳ lớn hàng ngày. Thì chỉ cần khi mà Curve nó ra một cái update là VNomics và chỉ cần lock CRV là sẽ được tăng phí, và cái đối tượng của nó hướng tới không phải là retail mà là các cái dự án khác, thì chúng ta sẽ ngay lập tức nhìn ra được cái gọi là cái bull case trong cái tokenomics này. Tại vì nó đã, thứ nhất là nó tạo ra một cái UK cho, thêm một cái UK cho CRV, và thứ hai là nó giảm phát cái CRV trong lưu thông, và thứ ba là nó được tăng được cái quyền lợi khi mà chúng ta hold CRV. Thì chỉ vậy thôi là chúng ta đã nhìn nhận được là có một cái lực mua đối với cái đồng CRV, đơn giản vậy thôi. Thì những cái dự án sau này cũng vậy, đầu tiên chúng ta phải hiểu dự án, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn nhận cái proposal của team hoặc là của cái way á, nhà đầu tư nó có phù hợp hay không, và nó có tạo ra cái sự thúc đẩy cho dự án, và liệu rằng chúng ta sẽ bảo vệ chúng ta trước nha, tức là liệu rằng cái thay đổi đó nó có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của retail investor như chúng ta không, chúng ta sẽ bị xả, hay là chúng ta sẽ được, hay là cái việc hold token chúng ta nó sẽ có cái lợi nhuận đó. Thì đơn giản vậy thôi, thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nói chung là chung quy lại thì vẫn sẽ là tìm hiểu những cái nội dung, những cái kiến thức nó cơ bản nhất về dự án, về thị trường, và theo dõi những cái cập nhật hàng ngày. Thì may ra, may lắm thì chúng ta mới có thể gần như là tới cái ngưỡng là chưa thua lỗ. còn ví dụ như mà chúng ta cứ ok, chúng ta YOLO, chúng ta all in một kèo nào đó thì cái rủi ro này nó cũng khá là cao. Thì mình xin cắt lời nguyên chút đó là chính vì cái crypto nó thay đổi liên tục, và cái gọi là cái hoàn cảnh của thị trường nó cũng biến động rất là nhanh. Chính vì vậy như Nguyên nói phải theo dõi liên tục, và chúng ta phải xác định được là chúng ta vào thị trường thì lợi nhuận là lên hàng đầu, và cái sự an toàn là lên hàng đầu. Tức là sao? Tôi cần nắm biết trong một cái bối cảnh này nó có thể tốt, nhưng mà qua bối cảnh khác nó có thể rất xấu. Mình nói ví dụ như DeFi đi. DeFi khi mới bắt đầu nó là một cái trend rất tốt, và nó tạo ra rất là nhiều thứ cho crypto, nó làm cho crypto thay đổi hoàn toàn. Thay vì những cái white paper thì nó có sản phẩm, nó có người dùng, nó có doanh thu, nó có lợi nhuận. Nhưng trải qua thời gian dài thì ngoài cái câu chuyện là DeFi bị chững lại, thì tokenomics nó bị lạm phát, đúng không ạ? Tại vì chúng ta thấy là tokenomics được dùng để trả thưởng, để mà lấy kéo thanh khoản, tức là một cái hình thức để chúng ta đốt tiền, chúng ta kéo người dùng. Thì sau đó cái khi mà những cái lượng token nó mở khóa thì nó lại bị lạm phát. Thì cái điều đó nó lý giải là tại sao chúng ta có mùa hè DeFi, nhưng mà hiện tại thì DeFi đa phần nó đều tạo ra những cái gọi là, thứ nhất là về đáy, thứ hai là hoặc là đáy mới. Thì chính là vì vậy, chính là vì cái lượng lạm phát tại thời điểm này nó rất là cao. Thì chúng ta phải đánh giá được câu chuyện đó, chứ không phải là tokenomics nó tốt thì nó sẽ vĩnh viễn tốt, hoặc là nó xấu thì nó sẽ vĩnh viễn xấu. Thì cho nên là hãy đầu tư là theo mình thì nên
how to target chứ đừng có how to die. Ok, như mình có đề cập ở đầu cái podcast này á, thì cái từ khóa tokenomics nó vẫn là một cái thứ gì đó rất là mông lung và nó có thể gây tranh cãi, rất là nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên là bọn mình vẫn rất muốn nghe những cái nhận định cũng như là những cái chia sẻ của các bạn về cái từ khóa này, về góc nhìn của các bạn về tokenomics của thị trường thôi, các cái tokenomics của thị trường thôi. Thì nếu như mà có chia sẻ gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới cái podcast này, thì rất là willing. Hoặc là các bạn có thể comment ở trong FOMO Sapiens, một cái cộng đồng mà bọn mình đang xây dựng và tập trung nói về các cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Và chắc là cái podcast này nó cũng dài rồi, thì cũng rất là vui khi mà có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với anh Poseidon hôm nay. Chắc là để cho anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast này ha. Rồi thì cảm ơn Nguyên và mọi người đã cùng trải qua cái podcast khá là thú vị về tokenomics. Và như Nguyên nói, tokenomics nó còn rất nhiều tranh cãi. Ví dụ như là câu chuyện tranh cãi mà mình thấy là nó còn mông lung nhất là không phải câu chuyện về những cái câu chuyện mà như chúng ta vừa bàn đâu. Câu chuyện tranh cãi nhất là câu chuyện về định giá, valuation của tokenomics sẽ được định giá như thế nào và đâu là phương pháp định giá nó mang tính tương đối chính xác. Thì đây là một câu chuyện chắc là còn cãi nhau thêm vài năm nữa. Cái từ khóa này cái từ khóa này nó rất là đắt giá luôn, cái valuation này nó rất là đắt giá, và chắc là hẹn anh em thêm một số cho cái từ khóa valuation này. Và ok, thì đó, thì chính vì vậy là mình cũng mong là anh em có thể thảo luận nhiều hơn trong FOMO Sapiens hay là tại ngay dưới cái clip này ở Coin68 TV, và chúng ta có thể tìm ra được những cái ý tưởng ha để chúng ta thảo luận trong cái podcast tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Rồi, ok, cảm ơn Poseidon rất nhiều. Cảm ơn anh em đã nghe hết podcast tuần này và hẹn gặp lại trong DeFi Discussion tuần tiếp theo.